Thi Thiên 99. Đức Giê-hô-va cai trị, các dân tộc hãy run sợ. Ngài ngự trên các cherubim, trái đất bị rúng động. Đức Giê-hô-va tại Si-ôn thật vĩ đại, Ngài được tôn cao trên mọi dân tộc. Nguyện họ ca ngợi danh vĩ đại và đáng sợ của Chúa. Ngài là thánh, Ngài là vua quyền năng, Ngài yêu công chính. Ngài thiết lập sự công bằng, thi hành sự phán xét và công lý trong nhà Gia-cốp. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta và thờ phượng dưới bệ chân Ngài. Ngài là thánh. Trong các thầy tế lễ của Ngài có Môi-se và A-rôn. Trong những người cầu khẩn danh Ngài có Sa-mu-ên. Họ đã kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời họ. Ngài phán với họ từ trụ mây. Họ tuân giữ các chứng ước Ngài và luật lệ mà Ngài ban cho. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, Chúa đã đáp lời họ. Chúa là Đức Chúa Trời hay tha thứ, nhưng Ngài báo trả những việc ác của họ. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta và thờ phượng trên núi thánh Ngài, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh. Luca chương 20. Một hôm, khi Đức Chúa Giê-xu đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao giảng tin lành, thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến hỏi Ngài rằng: Hãy cho chúng tôi biết bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc này, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền ấy? Ngài đáp: Ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy nói cho ta. Báp têm của Giăng đến từ trời hay đến từ loài người? Họ bàn luận với nhau: Nếu chúng ta nói từ trời, thì ông ấy sẽ nói: Vậy tại sao các ông không tin Giăng? Còn nếu chúng ta nói từ loài người, thì cả dân chúng sẽ ném đá chúng ta, vì họ đã tin chắc Giăng là một nhà tiên tri. Vì vậy, họ trả lời rằng họ không biết báp têm ấy đến từ đâu. Đức Chúa Giê-xu đáp: Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào ta làm những việc này. Đức Chúa Giê-xu bắt đầu kể cho dân chúng ẩn dụ này. Một người kia trồng một vườn nho và cho những người trồng nho thuê, rồi đi đến một xứ khác trong một thời gian dài. Đến mùa, chủ sai một đầy tớ đến gặp những người trồng nho để nhận phần hoa lợi của vườn nho. Nhưng các người trồng nho đánh đầy tớ rồi đuổi về tay không. Chủ sai tiếp một đầy tớ khác, nhưng họ cũng đánh đập, nhục mạ và đuổi về tay không. Chủ lại sai một đầy tớ thứ ba nữa, nhưng họ cũng đánh, bị thương và đuổi đi. Bây giờ, chủ vườn nho nói: Ta phải làm gì đây? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đến, có thể họ sẽ kính nể. Nhưng khi thấy con trai ấy, các người trồng nho bàn với nhau: Đây là con thừa kế, hãy giết nó thì gia tài sẽ về tay chúng ta. Chúng ném con trai ấy ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy chủ vườn nho sẽ xử chúng ra sao? Ông ta sẽ đến và diệt bọn trồng nho ấy, rồi giao vườn nho cho những người khác. Khi nghe những lời ấy, họ nói: Đời nào có chuyện đó? Đức Chúa Giê-xu nhìn họ và nói: Vậy thì lời chép này có nghĩa gì? Hòn đá bị thợ xây nhà lội ra đã trở nên đá góc nhà. Ai ngã nhầm đá này thì sẽ bị dập nát, còn đá này rơi trúng ai thì sẽ nghiền nát người ấy. Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách bắt Ngài, vì biết Ngài dùng ẩn dụ ấy ám chỉ họ, nhưng họ lại sợ dân chúng. Vậy họ theo dõi Đức Chúa Giê-xu và sai những thám tử giả vờ làm người thật thà, mong bắt bẻ Ngài trong lời nói để nộp Ngài cho nhà cầm quyền và tòa tổng đốc. Những người đó hỏi Đức Chúa Giê-xu: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy một cách đúng đắn, không thiên vị ai, nhưng dạy đường lối của Đức Chúa Trời cách trung thực. Vậy, việc chúng tôi nộp thuế cho Caesar có đúng luật hay không? Biết rõ sự xảo trá của họ, Ngài bảo: Hãy cho ta xem một đồng Denier. Đồng tiền này mang hình và hiệu của ai? Họ đáp: Caesar. Ngài phán: Thế thì hãy trả cho Caesar những gì của Caesar, hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Trước mặt dân chúng, họ không thể bắt bẻ Ngài một lời nào cả. Họ kinh ngạc trước câu giải đáp của Ngài nên đành nín lặng. Có mấy người Sa-đu-xê
là những người nói rằng không có sự sống lại đến với Đức Chúa Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, Môi-se đã ghi luật này cho chúng tôi. Nếu một người có anh qua đời để lại vợ nhưng không có con, thì người ấy phải lấy vợ quá đó để có con nói dõi cho anh mình. Vậy, có 7 anh em kia, người anh cả cưới vợ rồi chết, không con. Người thứ hai rồi đến người thứ ba cũng lấy vợ đó. Tất cả 7 người cũng vậy, đều chết đi, không có con. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Như vậy, lúc sống lại người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai? Vì 7 người đều đã lấy nàng làm vợ." Đức Chúa Giêsu đáp: "Con cái đời này lấy vợ gả chồng, còn những người được kể là xứng đáng dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì không lấy vợ hoặc gả chồng. Họ sẽ không chết nữa, vì giống như các thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. Còn về việc kẻ chết sống lại, ngay cả Môi-se cũng đã cho thấy trong câu chuyện về bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cấp. Vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống, vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống. Có mấy thầy thông giáo nói với Ngài: "Thưa Thầy, Thầy nói đúng lắm." Và họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa. Đức Chúa Giêsu hỏi họ: "Tại sao người ta nói Đấng Christ là con vua David? Vì chính vua David đã nói trong sách Thi Thiên rằng: Chúa phán với Chúa tôi, hãy ngồi bên phải ta, cho đến khi ta đặt các kẻ thù của con làm bệ chân cho con." Như thế, vua David gọi Ngài là Chúa, vậy làm sao Ngài lại là con vua ấy được? Khi dân chúng đang lắng nghe, thì Chúa phán với các môn đồ: "Hãy đề phòng các thầy thông giáo là những người ưa mặc áo dài đi dạo, thích được chào giữa phố chợ, muốn ngồi ghế quan trọng nhất trong các nhà hội và chỗ danh dự trong các bữa tiệc. Họ làm bộ đọc lời cầu nguyện dài mà nuốt nhà của các bà quá. Họ sẽ bị đón phạt nặng hơn." Ê-xê-chi-ên chương 2. Chúa phán với tôi rằng: "Hỡi con người, chân con hãy đứng cho vững, ta sẽ phán với con." Ngài vừa phán với tôi như vậy thì thần vào trong tôi, làm cho chân tôi đứng lên và tôi nghe Đấng đang phán với mình. Ngài phán với tôi: "Hỡi con người, ta sai con đến với dân Israel, đến với các dân nổi loạn chống lại ta. Chúng và tổ phụ chúng đã phạm tội nổi loạn chống lại ta cho đến chính hôm nay. Đó là con cái dày mặt cứng lòng mà ta sai con đến với chúng." Khá nói với chúng rằng: "Chúa Giê-hô-va có phán như vậy: Dù chúng có nghe hoặc không chịu nghe con vì chúng vốn là nhà nổi loạn, thì ít nữa chúng cũng biết rằng ở giữa chúng có một nhà tiên tri. Nhưng hỡi con người, con chớ sợ chúng và cũng chớ sợ lời của chúng. Dù phải gặp trong gai và sống giữa bò cạp đi nữa, đừng sợ lời của chúng và đừng kinh hãi khi đối mặt với chúng, vì chúng là nhà nổi loạn. Vậy, con hãy truyền lời ta phán với chúng cho dù chúng có nghe hay không, vì chúng là dân nổi loạn. Nhưng hỡi con người, hãy lắng nghe điều ta phán với con. Đừng nổi loạn như nhà hay nổi loạn ấy. Hãy mở miệng ra ăn vật mà ta ban cho con." Tôi ngước nhìn và thấy một bàn tay cầm một cuộn sách đưa về phía tôi. Ngài mở cuộn sách ấy ra trước mặt tôi. Đó là cuộn sách có chữ viết cả bên trong lẫn bên ngoài, với những lời đầy đau thương, than khóc và khốn nạn được chép vào đó. Ê-xê-chi-ên chương 3. Chúa phán với tôi rằng: "Hỡi con người, hãy ăn vật mà con thấy. Hãy ăn cuộn sách này rồi đi và nói với nhà Israel." Tôi mở miệng ra và Ngài khiến tôi ăn cuộn sách ấy. Ngài phán: "Hỡi con người, hãy lấy cuộn sách ta cho mà ăn cho no dạ, làm cho đầy bụng." Vậy tôi ăn vào và thấy trong miệng ngọt như mật. Ngài lại phán: "Hỡi con người, hãy đi đến nhà Israel và truyền những lời ta cho họ. Ta không sai con đến với một dân ngoại nói tiếng khó hiểu, mà đến với nhà Israel. Cũng không sai con đến với nhiều dân tộc nói tiếng khó hiểu, giọng khó nghe, khiến con không thể hiểu được.
mà giá như ta sai con đến với họ thì chắc họ sẽ nghe con thôi. Nhưng nhà Israel sẽ chẳng nghe con, vì họ không muốn nghe ta, vì cả nhà Israel đều cứng trán, cứng lòng. Này, ta sẽ làm cho mặt của con chai cứng để đối mặt với họ, và trán của con chai cứng để chạm trán với họ. Ta làm cho trán con cứng như kim cương, rắn hơn đá lửa. Đừng sợ hãi họ, cũng đừng run rẩy vì bộ mặt của họ, vì họ là nhà nổi loạn. Rồi Ngài phán với tôi rằng: Hỡi con người, hãy nhận vào lòng và nghe vào tai mọi lời ta sẽ phán với con. Hãy đi đến với những người bị lưu đày, đến với đồng bào con và nói với họ rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy, cho dù họ có nghe hay không. Bây giờ, thần cất tôi lên và tôi nghe có tiếng động rất lớn ở đằng sau tôi rằng: Đáng chúc tụng vinh quang của Đức Giê-hô-va từ nơi Ngài đang ngự. Tôi cũng nghe tiếng động do cánh của các sinh vật đập vào nhau, tiếng của những bánh xe bên cạnh các sinh vật ấy, và tiếng động rất lớn. Thần cất tôi lên và đem tôi đi. Tôi đi mà lòng đầy cay đắng, giận dữ. Tay Đức Giê-hô-va đặt trên tôi một cách mạnh mẽ. Tôi đến với những người bị lưu đày ở Tên Abib bên bờ sông Kê-ba. Tôi dừng lại nơi họ đang sinh sống và lưu lại đó với họ trong 7 ngày, lòng đầy buồn rầu. Sau 7 ngày ấy, có lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi thế này: Hỡi con người, ta đã lập con làm người canh giữ nhà Israel. Vậy hãy nghe lời từ miệng ta và thay ta cảnh cáo họ. Khi ta nói với kẻ dữ: Mày chắc sẽ chết, nếu con không cảnh cáo nó, không nói với nó và khuyên nó từ bỏ đường lối xấu xa để cứu mạng mình, thì kẻ dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay con. Trái lại, nếu con cảnh cáo kẻ dữ mà nó không từ bỏ điều dữ cùng đường lối gian ác mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng con sẽ giải cứu được linh hồn mình. Cũng một lẽ ấy, nếu người công chính bỏ sự công chính mà phạm tội, và ta đặt sự ngăn trở trước mặt nó, thì nó sẽ chết. Vì con không cảnh cáo nó, nên nó sẽ chết vì tội lỗi nó, và những việc công chính mà nó đã làm không được nhớ đến. Nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay con. Trái lại, nếu con cảnh cáo người công chính đừng phạm tội, và người ấy không phạm tội, thì chắc chắn người ấy sẽ sống, vì đã nghe lời cảnh cáo, và con sẽ giải cứu được linh hồn mình. Tại đó, tay Đức Giê-hô-va đặt trên tôi và Ngài phán với tôi rằng: Hãy mau mau đi vào đồng bằng, tại đó ta sẽ phán với con. Vậy tôi lập tức đi vào đồng bằng, và tại đó tôi thấy vinh quang Đức Giê-hô-va hiện diện giống như vinh quang mà tôi đã thấy trên bờ sông Kê-ba. Tôi liền sắp mặt xuống đất, nhưng thần vào trong tôi làm cho chân tôi đứng lên. Rồi Ngài phán với tôi rằng: Hãy đi, giam mình trong nhà con. Hỡi con người, này người ta sẽ lấy dây trói con lại và con không thể đi ra gặp họ. Ta sẽ khiến lưỡi con dính vào vòm miệng. Con sẽ câm, không quả trách họ được vì họ là nhà nổi loạn. Nhưng khi ta phán với con, ta sẽ mở miệng con và con sẽ bảo họ rằng: Chúa Giê-hô-va phán thế này, ai muốn nghe, hãy nghe. Ai không muốn nghe thì đừng nghe, vì họ là nhà nổi loạn.